tiền ạ. Canh măng không anh ơi? Bắt tiền 50.000 thêm 2 lạng nữa. 3 lạng dưới là 5 lạng dưới được không ạ? 100, 250 anh ạ. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại video tiếp theo của mình nhé. Hiện tại bây giờ mình đang đứng ở trên khu vực bán đồ ăn chín rất là nổi tiếng ở Lạng Sơn. Như các bạn nhìn thấy đây, hai bên những hàng thịt vịt quay rất là ngon. Vịt quay này, lợn quay này. Cái hàng nào ví dụ như hàng Hương Nga, cái đặc sản vịt quay nổi tiếng thì mọi người vào mua rất là đông. Bên này đó là vịt quay đố doanh. Bây giờ mời các bạn cùng mình tiến đến một trong những hàng đặc sản rất là ngon Lạng Sơn. Cuối tháng thì phải nói là như các bạn nhìn thấy đang xếp hàng này. Và hôm nay có điều đặc biệt hơn đó là cuối tháng thì ở đây sẽ có thêm bác hỗ trợ. Đây là cái món đây dưa mận, nhựa mận rất là ngon. Nhìn đâu như mình vừa mới nói với các bạn đấy, cuối tháng ở đây thì mọi người mua rất là đông. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Ở đây thì mình chưa nói hết câu chuyện đó là cuối tháng thì ở đây sẽ có 2 người hỗ trợ chị bán hàng thì mới đáp ứng đủ nhu cầu và khách hàng mua hàng nhé. Mấy ông bạn đã quay lên YouTube là hay gì đấy? Căn hai đó thôi. Không làm đâu các bạn. Đấy rồi à? Đầu tiên. Nó làm quay 40.000. Căn hai đó không? Chó hấp đây. Thêm gì nữa không ạ? Đây là những con thịt chó hấp rất là ngon. Vừa mới vừa nạp ăn mới tuyệt vời. Vừa nạp ngon chứ. Kêu anh thủ nó ngon. Ờ. Thấy không? Nhìn ngon chưa? Ngon nhỉ? Thịt nó miếng này miếng vai. Vai không? Phải, đặc vai đấy. Hồng hào lắm, ngon. Nó mới nạt. Anh không anh? Đấy. Đây này, bên kia ở đây là hai bàn thái như mình nói đây. Đây một bác ra hỗ trợ chị và chị bên kia chị một cái bàn thái riêng. Nói thật sự là chị gái này thái thịt chó rất là nhanh luôn. À, 50.000 mận đấy nhỉ? 50.000 rượu mận đó. Rượu mận. Cái này ngon chưa? Cho tôi ít nước này mà. Nước kia vào đấy. Ông ơi, ông cho nước này vào ông. Ông cho nước riềng vào cho bác. Nước riềng vào. Tức là chú ăn nhiều. Một tí này vào nó mới béo béo. Đây dầm mận đây vào em. Có thêm ít nữa bạn để nó khỏi chấm. À thế à chú? Không, không cần chấm luôn hả? Nó đậm mồi hả? Đúng mùi vị của nó. Ăn nó phải đúng phải không? Không về nhà lại thấy thiếu thiếu cái gì. Đồ bán ít nhất phải 10.000. Cái nào bán không thì là thế. Đây đây đây. Bác này đã 720 ạ. Em gửi tiền rồi nhá. Đấy kìa mận này. Gửi bác ấy vừa vừa gửi bác ấy. đâu luôn. Không lấy cái đấy, lấy cho rồi thôi. Uống đi bọn. Thôi các bạn nhé, thì video hôm nay mình chia sẻ cho các bạn về quán thịt chó 7 món đến đây đã kết thúc. Như bạn nhìn thấy cuối tháng rất là đông người đến đây để thưởng thức món thịt chó. Mình cứ phải chạm chén liên tục thường xuyên. Rồi các bạn nhé, đây hôm nay hai anh em vừa mới ra ngoài quán mua thịt chó về. Và là cuối tháng anh em hay làm ly rượu xong rồi với thịt chó. Đấy, hôm nay hai anh em mua và thưởng thức xem nó có cái gì không. Đây này, như nhìn thì nhỉ, anh nhìn thấy không, cái da khá là dày nhỉ. Con chó này đúng là con chó già, da dày. Nhưng mà được cái là chị thui cái da nó khá là kỹ đúng không? Nên là ăn nó giòn. Tuy dày đâu nhưng mà nó không phải dai, dày nó dày giòn. Đó. Hết giòn luôn. Làm tí bún cho bạn này. Ăn tí bún nó mình hay thích ăn bún với nhiều bạn tí. Ăn nó béo, béo một chút, lấy làm tí nước này. Đây, nước này cho nó béo. Ăn nước béo là ngon. Ăn canh măng cũng được, không có vấn đề gì cả, tùy các bạn thôi. Sở thích cứ phải nhắm lúc để cho đầy ngang bụng đấy. Theo sở thích của mỗi người thôi. Bạn phải chấm mắm tôm đúng không? Chó phải chấm mắm tôm. Đấy, mình sẽ làm miếng này ăn với đây. Đúng bài luôn. Này. Đấy, nào mời các bạn nhá. Đấy. Đúng bài ăn của mình. Đầy bổ món đó. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Rồi này, nhìn rất là ngon. Đấy, làm miếng rồi à? Giòn, thơm lắm. Chấm tí mắm tôm. Ăn bún hấp mắm tôm này. Làm đi anh. Thôi các bạn nhé, video mình xin tạm dừng đây. Hẹn gặp lại các bạn ở số tiếp theo của mình. Nếu bạn nào thích thịt chó thì các bạn có thể ghé đến quán chị thưởng thức nhé.